Sau hai tập phim đặc biệt Garo Special, Bạch Dạ Ma Thú được phát sóng vào tháng 12 năm 2006, dòng phim Garo đã có một khoảng nghỉ rất dài, không hề ra mắt thêm bất kỳ sản phẩm mới nào cả. Mãi cho tới 4 năm sau đó, sự tái xuất của nhà làng dưới hình thức một bộ phim điện ảnh đã thổi một làn gió mới kéo cả dòng phim sống dậy và phát triển một cách mạnh mẽ như hiện tại chúng ta đã được biết. Tập phim điện ảnh có sức ảnh hưởng mang tính cột mốc đó chính là Garo Red Requiem. Hôm nay, hãy cùng RTK Media chúng mình tiến vào ma giới để khám phá, nhận xét và đánh giá tập phim này nhé. Trước tiên như thường lệ, ta sẽ khám phá một vài thông tin cơ bản nhất xoay quanh bộ phim này. Garo Red Requiem là phim điện ảnh định dạng 3D do Tohoku Shinsha Film sản xuất, đạo diễn bởi họa sĩ đại tài Keita Amemiya. Phim được công chiếu ở các cụm rạp khắp Nhật Bản vào ngày 30 tháng 10 năm 2010. Sau đó vào ngày 2 tháng 8 năm 2011, phim được phát hành Blu-ray DVD. Giờ hãy cùng chúng mình khám phá cốt truyện của phần phim này nhé. Phim vẫn sẽ xoay quanh hành trình của vị hoàng kim kỵ sĩ lừng danh Shijima Koga. Lần này, nhận lệnh của Sở Phiến Khuyển, Koga phải tới thành phố nơi khi xưa lúc còn nhỏ anh từng đi qua để săn lùng một horror là ma kinh thú Karma, một nữ horror cổ đại, là một trong thất sứ đồ horror. Karma có hai môn đồ thân cận là Kurusu và Shion. Chúng xây dựng hang ổ tại một vũ trường có tên Crime, nơi chúng có thể dễ bề dụ dỗ những khách hàng xấu số vào thế giới gương của Karma, cho họ nhìn thấy những ảo ảnh, mong ước sâu kín nhất, để rồi bị Karma nuốt chọn. Đêm đó, ba ma giới tu sĩ là Rekka, Shigoto và Akaza ra trận đương đầu với một tên horror đang ẩn mình dưới vỏ bọc một bà mẹ. Thế rồi ngay sau đó, Shijima Koga xuất hiện, hé lộ thân phận của đứa bé nằm trong chiếc xe đẩy kia thực chất cũng là một horror. Không những thế, lại là một trong thất sứ đồ horror, ma tháp thú Bebiru. Dù phải đương đầu với những khó khăn nhất định, nhưng bằng kinh nghiệm của bản thân, Koga sau cùng đã hạ gục được Bebiru. Gặp mặt ba vị ma giới tu sĩ, Koga thông báo về nhiệm vụ tiêu diệt horror Karma của mình. Xong, anh nhận phải thái độ chống đối kịch liệt từ Rekka. Cô nói rằng bản thân mang mối hận rất lớn với tên horror này. Do vậy, ta phải do chính tay cô tiêu diệt, không một ai được phép can thiệp vào. Koga và Zaruba tiếp tục cùng nhau đi khắp thành phố lùng sục Karma. Họ cảm nhận được tà khí tràn ngập khắp nơi, nhưng lại không thể truy ra vị trí nơi Karma ẩn náu. Để tìm thêm manh mối về Karma, Koga tới chỗ của Akaza. Tại đó, anh biết được sự thật rằng Karma thực sự rất khó để bị tiêu diệt, bởi có thể di chuyển liên tục qua những chiếc gương khác nhau để chạy trốn. Cách duy nhất để có thể lấy mạng tận gốc chính là phải vào bên trong thế giới gương của Có hai lựa chọn để bước vào bên trong thế giới gương. Một là đánh đổi sinh mạng, hai là sử dụng thanh dao Rubis. Đêm đến, bằng trực giác của bản thân, Koga đã theo dấu đám môn đồ của Karma tới vũ trường Crime. Tại đó, họ phát hiện một kết giới đã bao quanh toàn bộ khuôn viên nơi đây, ngăn không cho tà khí lọt ra ngoài, đồng thời khiến cho Zaruba không thể truy dấu horror. Rekka xuất hiện ngay sau đó, cho rằng giữa nội bộ của bọn họ có kẻ phản bội, bởi bùa chú kết giới này là ma pháp chỉ có các ma giới tu sĩ mới có thể thi triển. Bước vào bên trong sao huyệt của Kurusu và Shion, Koga và Rekka đã gặp không ít những khó dễ. Với sức mạnh của Karma, Kurusu và Shion đã thao túng những khách hàng tại vũ trường, biến họ thành tay sai, bao vây lấy Koga và Rekka. Tà thuật của Karma sau đó bị hóa giải, buộc cho tên môn đồ Kurusu phải chuyển hóa thành hình dạng horror để nghiêm túc chiến đấu với Koga. Chớ trêu thay, ngay tại thời điểm mà Koga triệu hồi hoàng kim giáp Garo, bộ giáp đã bị hút vào bên trong thế giới gương của Karma. Thiếu đi bộ giáp, Koga hoàn toàn bị Kurusu và Shion áp đảo và phải nhận lấy thất bại cay đắng. Anh đồng thời cũng bị thương nặng khi nỗ lực bảo vệ cho Rekka. May mắn thay, Shigoto và Akaza đã tới giải vây kịp lúc. Xong, tình hình hiện tại thực sự cấp bách khi Koga bị thương tích nghiêm trọng, đồng thời mất đi hoàng kim giáp Garo. Chưa kể tới việc trong nội bộ của nhóm kỵ sĩ, tu sĩ tồn tại một kẻ phản bội. Vậy, vị hoàng kim kỵ sĩ phải làm cách nào mới có thể đương đầu với những âm mưu hiểm ác của Karma để tiêu diệt được và đem bình an trở về cho nhân loại? Các bạn hãy tìm xem Garo Red Requiem để tìm hiểu rõ hơn nhé. Để nhận xét về phần cốt truyện của tập phim điện ảnh này, trước tiên mình phải dành một lời khen ngợi khi sau một thời gian dài vắng bóng, Garo vẫn giữ được phong độ của mình với một tông màu u tối đặc trưng cùng sắc thái bí ẩn, nghiêm trọng, nặng nề, rất hiệu quả trong việc thu hút trí tò mò của khán giả xem phim. Phim đưa đến cho chúng ta một vài nhân vật mới có đóng góp khá đáng kể cho tuyến phim nhà Shijima sau này. Đồng thời,
thiết lập cả những mối xung khắc, bất hòa giữa họ. Điều này vừa giúp cho phim có thêm những nút thắt, mâu thuẫn, vừa là cơ hội tốt để gây ấn tượng cho khán giả bởi tính cách của nhân vật mới được đưa vào phim. Phim cũng đem đến cho chúng ta một nhóm phản diện khá cuốn hút với những kế hoạch, âm mưu cụ thể, cùng sự áp đảo rất lớn về sức mạnh. Đặt nhân vật chính của chúng ta, một người vốn dĩ đã rất bản lĩnh và dày dặn kinh nghiệm, rơi vào tình thế bất lợi. Không những vậy, phim còn gài cắm được rất nhiều những triết lý, chiêm nghiệm đắt giá, đồng thời mở rộng cho người xem được biết nhiều hơn về quá khứ của Shajima Koga, về việc anh đã phải nỗ lực thế nào để trở thành một hoàng kim kỵ sĩ lẫy lừng như hiện tại. Tất cả những điều này sẽ được mình đề cập kỹ hơn khi phân tích phần nhân vật. Xong, nói đi cũng phải nói lại, phim vẫn tồn tại một vài thiếu sót làm mình chưa thực sự hài lòng, như việc mạch phim được triển khai khá chậm ở phần đầu và phần thân, sau đó lại trở nên khá gấp gáp vào phần kết. Mạch phim không được duy trì một cách ổn định, khiến cho nó trở nên hơi thiếu tự nhiên. Ngoài ra, vào thời điểm năm 2010 khi phim ra mắt, Garo Red Requiem có thể đã là một phần phim có cốt truyện tương đối tốt. Xong, nếu xét ở mốc thời gian hiện tại, khi dòng phim Garo đã cho ra mắt thêm rất nhiều những tập phim điện ảnh khác, thì cá nhân mình đánh giá cốt truyện của Garo Red Requiem không thực sự nổi trội. Nội dung vẫn còn khá cơ bản và dễ đoán. Tiếp theo, ta sẽ đi tới phân tích dàn nhân vật của bộ phim. Đầu tiên, vẫn là nhân vật tiêu đề của chúng ta, Shajima Koga, hoàng kim kỵ sĩ Garo. Nhìn rất nhiều những phần phim điện ảnh khác xoay quanh anh, nhân vật Koga thường không được chú trọng phát triển tính cách quá nhiều. Ở Red Requiem, Koga vẫn mang phong thái của một chàng ma giới kỵ sĩ lạnh lùng, điềm tĩnh, dày dặn trong kinh nghiệm và vững vàng trong lập trường chiến đấu. Ở phần phim này, khán giả sẽ được mở rộng thêm một chút về thời niên thiếu của Shajima Koga, thời điểm mà anh theo học kiếm pháp của một ma giới kỵ sĩ có tên Kengi. Xuyên suốt mạch đầu và mạch giữa của bộ phim, Koga thường hồi tưởng lại dòng ký ức ngày đó để giúp anh có thêm động lực chiến đấu. Dòng hồi tưởng này cũng tạo thành một liên kết khá tự nhiên giữa anh và ma giới tu sĩ Rekka, bởi vị kỵ sĩ khi đó mà Koga từng theo học không ai khác lại chính là người cha của Rekka, người đã từng giao chiến với ma kình thú Karma và bị ả ta bắt giữ trong thế giới gương. Điều này cũng lý giải một cách rõ ràng lý do vì sao mà Rekka lại đem mối hận lớn tới như vậy dành cho Karma. Để nhắc về nhân vật Rekka, cô là một tuyến nhân vật mới được đưa vào phim. Rekka là một ma giới tu sĩ khá xuất sắc. Cô có tính cách nóng nảy, quyết liệt, ngang bướng, đúng như cái tên của cô, Liệt Hỏa. Cô cũng là một người với cá tính mạnh khi luôn muốn chứng minh bản thân không hề thua kém gì so với những ma giới kỵ sĩ. Rekka có sở thích chơi sáo. Cây sáo mà cô sử dụng cũng chính là chiếc ma đạo cọ mà cô hay đem theo bên mình. Giai điệu mà Rekka yêu thích nhất là bài ca chiêu hồn những anh linh đã khuất, là khúc nhạc mà khi xưa cha cô đã từng thổi cho cô nghe. Khác với Koga luôn chiến đấu quên mình để bảo vệ và trân quý những sinh mạng, Rekka khi đó chiến đấu chỉ vì lòng thù hận và sự quyết liệt. Ở phân cảnh khi cô và Koga đột kích vũ trường crime, trong khi Koga vô cùng thận trọng tránh đả thương những người vô tội bị Karma thao túng, thì Rekka lại sẵn sàng ra tay đánh ngất những người lao vào tấn công cô, thậm chí là sử dụng tới cả ma đạo cọ để thi triển ma pháp sát thương lên họ. Xuyên suốt bộ phim, khi đồng hành sát cánh với Koga, Rekka dần dần nhận ra sự quan trọng của việc bảo vệ, trân quý những sinh mạng. Khi ta cứu lấy một mạng người, ta đồng thời đã bảo vệ được rất nhiều những thứ khác, là gia đình của họ, là bạn bè, người thân khỏi những nỗi đau từ sự mất mát. Đồng thời, một sinh mạng được bảo vệ cũng có thể giang tay cứu lấy rất nhiều những sinh mạng khác. Do vậy, chỉ bằng việc cố gắng giữ gìn từng sự sống thôi, ta đã có thể bảo vệ những điều còn lớn lao hơn như vậy rồi. Về nhân vật Rekka trong phim này, có lẽ có một nhược điểm mà mình cần phải đề cập, đó chính là diễn xuất chưa thực sự tròn vai của Matsuyama Mari. Với lần đầu xuất hiện trong vũ trụ Garo, nhân vật Rekka của Mari vẫn còn bị biểu cảm khá thô cứng, chưa thực sự có chiều sâu. Song, đây dù sao vẫn là một tiền đề rất tốt để Matsuyama Mari phát triển khả năng diễn xuất, bởi nhân vật Rekka của cô sẽ còn xuất hiện trong rất nhiều những giai thoại khác liên quan tới tuyến phim nhà Shajima, trở thành một nhân tố góp mặt quan trọng và thiết yếu. Nhân vật tiếp theo mà chúng mình muốn đề cập là ma giới tu sĩ Akaza, một tu sĩ lão làng và đầy tri thức. Akaza bản chất là một người hướng thiện, đầy lòng tự trọng. Song, bởi nỗi đau từ việc mất đi vợ và con gái, ông đã cố níu kéo những nỗi đau còn vương vất và vô tình trở thành một quân cờ cho dạ tâm của Karma. Chính ông là người đã giúp ả lập nên kết giới quanh vũ trường crime để ngăn không cho tà khí lọt ra ngoài, ngăn không cho ả bị phát giác. Khi sự việc vỡ lở, Akaza quá tủi hổ và mặc cảm. Ông đã ngay lập tức muốn xin được kết liễu mạng sống của mình. Song, cũng chính Koga đã giúp cho vị ma giới tu sĩ ấy tỉnh ngộ. Nếu ông cứ thế mà chết đi,
gánh nặng lên vai của Shigeto và Rekka sẽ càng chồng chất hơn. Thay vì để sinh mạng vụt trôi một cách lãng phí như vậy, ông nên làm một điều gì đó có ý nghĩa hơn để giúp sức cho bọn họ. Và rồi, đúng như những lời mà Koga khuyên răn, Akaza đã đồng hành cùng sát cánh để đương đầu với âm mưu của Karma và sau cùng hy sinh thân mình để đem đến hy vọng chiến thắng cho Koga và Rekka. Nhờ đó, sinh mạng của ông đã không hề uổng phí, bởi khi ông ra đi, ông đã cứu lấy niềm hy vọng của nhân loại, cứu lấy Garo. Nhân vật Akaza tuy chỉ là tuyến phụ trong bộ phim, song sự tồn tại của ông như một giá trị hiện hữu cho một lẽ hy sinh cao cả. Về tuyến phản diện trong bộ phim, ta được giới thiệu tới ma kính thú Karma và hai môn đồ của ả. Với hai môn đồ, mình khá ấn tượng về tên tùy tùng Kurusu. Hắn khi xưa từng là một họa sĩ, còn Shion là người tình đã không may qua đời của hắn. Do quá đau buồn, Kurusu đã không thể thoát khỏi những hoài niệm trong quá khứ. Hắn liên tục tìm những cô gái trẻ khác để làm mẫu vẽ tranh, giúp hắn tái hiện hình ảnh của Shion. Cảm xúc tiêu cực này đã hình thành nên âm ngã, khiến cho Karma dễ dàng lợi dụng lập giao kèo với hắn, đem Shion quay trở lại, đồng thời biến cả hai trở thành tay sai đắc lực phục vụ cho dã tâm của ả. Dù chỉ là phản diện phụ trong phim, nhưng nhân vật Kurusu tạo được một dấu ấn khá tốt đối với mình bởi những chiều sâu trong nội tâm. Hắn được khai thác một quá khứ tương đối cụ thể để giúp cho mình có thể đồng cảm. Đặc biệt, có lẽ phải kể tới công đồng diễn xuất của nam diễn viên Shinji Kasahara, người đã từng rất xuất sắc hóa thân vào nhân vật Naoto Takizawa Time Fire trong series Mirai Sentai Time Ranger. Còn về kẻ phản diện chính, ma kính thú Karma, thực sự mình không có quá nhiều ấn tượng. Đúng là ả có những kế hoạch khá tinh vi để gây khổ đau cho nhân loại và gây khó dễ cho công việc thanh tẩy horror của các ma giới kỵ sĩ và tu sĩ. Đồng thời, ả cũng có những sức mạnh vô cùng đáng sợ và áp đảo. Song, Karma lại thực sự bề nổi và một chiều, không có một dấu ấn gì quá cụ thể. Thêm vào đó phải kể tới màn hóa thân khá gây thất vọng của nữ diễn viên Saori Hara. Thú thực thì mình chưa từng đánh giá cao khả năng diễn xuất của cô, kể cả với vai diễn này hay vai diễn Amiri trong tuyến phim của Doga Ryuga. Có lẽ những điểm thú vị nhất trong tuyến phản diện của Garo, Red Requiem, đã nằm trong nhân vật Kurusu hết rồi, nên với nhân vật Karma, mình không đánh giá cao. Giờ mình sẽ nhận xét tới phần hành động và kỹ xảo trong phim. Xét về yếu tố kỹ xảo, Red Requiem được xây dựng với công nghệ phim 3D, nên có lẽ không cần phải bàn cãi nhiều khi phần phim này có kỹ xảo và đồ họa vô cùng đẹp mắt, mạn nhãn. Những hiệu ứng hình ảnh xuất hiện trong phim được thực hiện khá mượt mà. Bộ giáp Garo cũng được làm tỉ mỉ, chi tiết và sáng bóng hơn rất nhiều so với TV series. Phim cũng sử dụng đa dạng những góc máy đẹp và các pha slow motion với dụng ý nghệ thuật khá rõ ràng, giúp tăng hiệu quả truyền tải hình ảnh cho bộ phim. Các cảnh hành động trong phim cũng tương đối ổn. Một số cảnh chiến đấu thực sự rất mãn nhãn với những pha ra đòn mẫu mực, kỹ thuật. Song đồng thời vẫn còn tồn tại một số ít những cảnh chiến đấu với nhịp độ khá chậm và không mấy tự nhiên. Thêm nữa, với đa phần các bộ phim công chiếu dưới định dạng 3D thường hay gặp phải, Garo, Red Requiem có vẻ cũng quá tập trung khai thác tiềm năng kỹ xảo điện ảnh, dẫn tới một số phân cảnh bị spam VFX một cách hơi thiếu tự nhiên. Tuy nhiên, xét ở thời điểm phim ra mắt, khi mà công nghệ phim 3D vẫn còn đang mới mẻ và thịnh hành đối với khán giả bấy giờ, có thể nói phim vẫn mang lại hiệu ứng thu hút đặc biệt. Phần hình ảnh là yếu tố được phía nhà sản xuất tâm đắc nhất trong cả bộ phim và được tập trung nhấn mạnh truyền thông với câu khẩu hiệu Hoàng Kim Kỵ Sĩ Garo tiến vào ma giới 3D. Về phần âm nhạc, các khúc chủ đề của phần phim này là Garo, Savior in the Dark, Red Requiem Ver. Như thường lệ, các khúc được thể hiện bởi nhóm nhạc Jump Project. Đây là một bản slow của bài hát Savior in the Dark đầy hào tráng trong TV series Hắc Lang Chương. Phiên bản Red Requiem này thay vào đó lại mang một sắc thái điềm tĩnh, sâu lắng, êm ả và đầy giá diết, như sự tri ân dành cho nỗ lực chiến đấu vì nhân loại của Hoàng Kim Kỵ Sĩ Garo. Trên đây là những nhận xét, đánh giá của chúng mình về phần phim điện ảnh 3D Garo Red Requiem. Sau một thời gian dài vắng bóng, Garo đã có một màn tái xuất có thể nói là ấn tượng. Dù vẫn còn một vài thiếu sót nhất định, song phim vẫn gây dựng được sự thành công, phản hồi rất tốt để là tiền đề khai mở các phần tiếp theo của series Garo cũng như mở rộng vũ trụ Garo sau này. Cụ thể nhất là những chi tiết sẽ dẫn dắt trực tiếp tới phần TV series tiếp theo mà giới thiểm kỵ, như sự xuất hiện của những ma đạo cụ Goryu hay những mâu thuẫn ngầm giữa hai thế lực ma giới kỵ sĩ và ma giới tu sĩ, khi các tu sĩ phải lui về bóng tối để giao lại nhiệm vụ thanh tẩy horror đầy vinh quang cho các kỵ sĩ. Nhìn chung, Garo Red Requiem dù chưa phải một bộ phim xuất sắc một cách toàn diện, nhưng nó đã làm tốt được những vai trò của mình và là một bộ phim tương đối đáng xem
dành cho những bạn yêu thích và muốn tìm hiểu sâu hơn về vũ trụ Garo. Bài review ngày hôm nay sẽ khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu như có cảm nghĩ gì khác về tập phim điện ảnh này thì đừng quên để lại bình luận để chia sẻ cho chúng mình được biết nhé. Nhớ like, share và subscribe để tạo động lực cho chúng mình ra mắt thêm nhiều video thú vị hơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. ジョーカー! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!